Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Dư về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi đối tượng này nhận tiền để chạy chế độ chính sách cho gần 100 người. Theo Công an tỉnh Hải Dương, Bùi Xuân Dư, 67 tuổi, ngụ xã Ngũ Hùng, Hát Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Trong quá trình đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện, thấy nhiều người từng tham gia quân ngũ có nhu cầu làm chế độ chính sách, Bùi Xuân Dư đã tự nhận có quen biết với người ở Cục Chính sách Bộ Quốc phòng, nên làm được mọi chế độ chính sách. Khai báo với cơ quan công an, Bùi Xuân Dư cho biết cứ nhận hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu, sau đó tìm người có khả năng làm chế độ để ăn tiền hoa hồng. Để thực hiện hành vi, đối tượng này tiếp cận với ông Lê Thái Loạn, 69 tuổi, ngụ Hát Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, một cựu chiến binh, trước đây được hưởng chế độ bệnh binh nhưng từ năm 1977 đến nay đã bị cắt chế độ và hứa hẹn với ông Loạn sẽ giúp làm lại chế độ đã bị cắt, đồng thời nhờ ông Loạn tìm thêm các trường hợp có nhu cầu. Mỗi trường hợp có nhu cầu chạy chế độ phải nộp cho ông Loạn và dư từ 10 đến 30 triệu đồng, cụ thể là phí làm chế độ nâng hạng thương binh, trợ cấp thân nhân liệt sĩ, chế độ thương bệnh binh là 30 triệu đồng, phí làm để hưởng chế độ chất độc da cam, trợ cấp mất sức là 25 triệu đồng, thời gian làm thủ tục được các đối tượng quảng cáo là từ 6 đến 18 tháng, và nếu không làm được sẽ hoàn trả tiền và hồ sơ. Ngoài ra, khi nào có quyết định hưởng chế độ, Dư sẽ thu thêm của mỗi người 5 triệu đồng để chia cho những người cùng làm với mình, như ông Loạn. Với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến năm 2017, thông qua ông Lê Thái Loạn, Dư đã nhận hồ sơ và tiền của gần 100 trường hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tổng số tiền đã nhận và chiếm đoạt là gần 2,3 tỷ đồng.